Trên đường về nhà, cắn chặt môi, nghĩ về những chuyện mà con không từng nói. Con chỉ ước là những lúc con thật sự vấp ngã sẽ có ai để nhận lỗi, chứ không trên đường tôi hãy cho con một chút ánh sáng mặt trời. Vì trong con giờ chỉ tên bóng tối, mẹ ơi, bữa cơm hôm nay cha lại vắng mặt rồi. Đau đớn ở trong lòng con chỉ muốn được nghe những lời mà cha hay la. Muốn xin lỗi về những điều con gây ra, chứ con bước ra đời bằng đầu bên chàng chấp vả. Hãy cứ để con làm một người đàn ông tới cha, con sẽ sống như chưa từng được sống. Sẽ không bao giờ quay đầu lại cho con đường này vất vả. Quay về nơi mà con gọi là nhà, vì ba nói với con, gia đình luôn là tất cả. Thế nhé, đôi cánh mỏi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu. Còn trông mong chi để làm thêm hoang mang? Có trái cũng đã muộn rồi, hãy để thời gian lau đi. Mình cần chi thêm nhau khi đã tao đã làm tất cả những gì họ muốn, nhưng luôn bị so sánh với lũ khác. Với thằng bé thiếu vọng đi tình thương thì biệt thự cũng chẳng khác gì mang ngôi cũ nát. Và họ muốn tao phải hiểu sự đời mà tao nếm trải, cảm giác đau thương mà tỏ ra hạnh phúc khi tao là nụ cười. Tại sao lại trách móc khi tao không thầm sau gương? Tao chỉ là thằng nhóc mà thôi, tiếng gào kêu kỳ khi cha cầm tóc bà ơi. Những gái vã còn khóc khắp nhà tôi, tao chỉ mong được nô đùi những đứa trẻ khác mà thôi. Tao từng không biết tại sao cha buồn, thì mong gì mà nỗi đau tội ta trong đấy. Tao tao mới hiểu em ta đi con đường là có thể bù đắp sai lầm của cuộc đời ông ấy. Cánh mỏi rồi, vĩnh biệt người tôi yêu. Còn trông mong chi để lòng thêm hoang mang? Có trái cũng đã muộn rồi, hãy để thời gian lâu đi. Vì cần chi thêm nhau khi đã. Vì mẹ dạy mày chiến đấu bằng tình yêu, cha dạy tao chiến đấu bằng hận thù. Vì tao muốn được như những đứa trẻ khác, chứ không phải trở thành con mày vô cảm cần cù. Ông muốn mình chúng ta để có thể tất kỳ. Vì thằng nào trưởng thành là giao công cảm xúc, nhưng tao thấy được suy nghĩ của mày thật bất kỳ. Thứ đứa trẻ cần đơn giản là hạnh phúc, thứ nó muốn nhất không phải những lời cho có. Mà lúc có tổn thương có một ai đã liên qua, có một lý do tất cả là tao cho nó. Nhưng một mình không phải lúc nào không biết mình cho kết quả. Cần chi thêm nhau khi đã.